Hello, xin chào anh em. Mình đang bắt thức ăn cho cá rô. Đây, mới bắt được một ít à. Dạo này dịch Covid mà chúng nó cứ lang thang ngoài đường nên mình bắt nhốt. Lây nhiễm cộng đồng. Cái này tội không thể tha, tội tử hình. Cắt nhỏ cho rô đồng ăn. Đây, hiện tại mình bắt được bằng này này. Rất nhiều, đang chờ bắt tiếp. Cái này rô đồng ăn thì quá ngon rồi. Mình đang xả nước ở một cái thùng phi hôm trước mình mua. Ôi, đây một em nữa này anh em ơi. Đó. Này thì thôi chứ. Lâu lâu mình làm clip cuộc sống hoang dã. Mình mới xả nước ở cái thùng phi mình đang ngâm thôi mà nó ra đầy giun luôn á. Đây, hôm trước mình ngâm vôi này để xử lý hóa chất này. Mình mua hai thùng ở bãi phế liệu. Một cái là 250. Mình mua hai cái luôn. Nhà dạo này có điều kiện nên mua hai cái. Chứ không có điều kiện thì tính mua 5 cái cơ. Mình đang xả nước để mình khoan lỗ để mà làm hệ thống lọc ở cái hồ bơi này này. What the hell? Hồ bơi cho cá nhé, không phải hồ bơi cho mình đâu. Đang ngâm sữa. Anh em nào có nhu cầu tắm trắng thì xuống hẹn riêng mình nhá. Đó, hồ bơi sữa đây. Hai thùng mà mình mới xả có thùng à. Cái thùng mới mua là lúc nào nó cũng có hóa chất nên là phải xử lý cho nó sạch rồi mình mới làm lọc được. Giờ mình lại đi kiếm thức ăn cho rô nữa đây. Nó chưa đi bắt. Đây một em nữa, trời ơi. Đâu rồi? Đây 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 đây, đây. Chạy đâu cho thoát. Anh em thấy không? Úi dồi ôi, con này mà ăn thì ngon lành lắm này. Không phải là mình ăn nhá, rô ăn chứ không phải mình ăn. Tang Một tang một quả em nữa đó, kinh điển chưa. trong vòng mấy mấy phút mà bắt được nhiều đấy, đó ở đây anh Trung. đây có mấy phút đây. Ui rồi ơi, chạy đâu cho thoát em ơi. Nè tang ăn không các bạn ơi, ngon lành canh đá luôn. Ôi, đang làm video mang yếu tố kinh Này dị. mình mới cho cá Đang ăn chưa có trưa cho nên là phim này. chiều tối mình mới xin cắt ra cho nó ăn nhá. Mình cứ xả hết mấy cái thùng này thì tha hồ mà ăn. Covid mà cứ chạy lang thang ngoài đường lây nhiễm cộng đồng thịt hết. One eternity later. Rồi, còn lại ít chắc mình để cho nó sinh sản mai mốt mình thịt tiếp. Bây giờ mình xem một lúc nữa rồi mình kết thúc clip tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye bye.